Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2019, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét ngôi nhà trên đường Hoàng Kế Viêm, phường Bắc Mỹ Phú, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Đây được cho là nhà riêng của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong giai đoạn 2006-2014, dưới thời hai cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến, ông Nguyễn Ngọc Tuấn từng là giám đốc Sở Xây dựng rồi phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Ông Tuấn được cho là đã có nhiều tham mưu trong việc bán nhà đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, gây thất thoát lớn nguồn ngân sách. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn từng được phân công phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực quản lý đô thị, quản lý đất đai, quản lý chất lượng công trình xây dựng và nhiều lĩnh vực khác. Trong đó, với vai trò là giám đốc Sở Xây dựng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn được cho là đã để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác tham mưu về việc định giá, hệ số, đấu giá đất. Cùng thời điểm này, cơ quan chức năng cũng đã khám xét nhà trên đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Đây là địa chỉ cư trú của ông Nguyễn Đình Thống, nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đà Nẵng.